Chào các bạn. Hôm nay mình nhận được một cái đề thi liên quan đến cuộc thi cụm 4 của tin học trẻ thành phố Hồ Chí Minh cho khối tin học của các em phổ thông. Thì với cái đề quy hoạch như thế này, khu mẫu hình chữ nhật có kích thước là m x n, trữ lượng quặng ở ô Y được đánh giá là A thứ Y với Y chạy từ 1 đến n, C chạy từ 1 đến M, xây một xí nghiệp có kích thước 3x3 trên khu mỏ. Xác định vị trí của xí nghiệp sao cho tổng trữ lượng quặng mà lấy đi đó, để mà xây dựng nhà máy đó là tốn ít nhất. Như vậy thì mình sẽ sử dụng một cái file đầu vào 5 dòng 7 cột. Và đây là số lượng của quặng. Và chúng ta sẽ chỉ ra được cái khối lượng quặng mà ít nhất phải bỏ đi để mà xây dựng cái xí nghiệp. Người ta đã xây dựng được, tìm được cái khu này là cái khu mà có trữ lượng ít nhất, trữ lượng ít nhất trong cả cái hình chữ nhật này. Như vậy đối với lại bài toán này thì chúng ta có thể là tóm tắt. Chúng ta có n cột, m dòng và mới một khu mỏ là 3x3. Thì đây chúng ta có khu mỏ 3x3, từ đây đến đây là 3, đây xuống đây là 3. Như vậy thì chúng ta sẽ chạy cái ma trận 3x3 này để diệt hết luôn cả cái khu vườn, để diệt hết luôn cả cái mảnh đất m dòng n cột. Như vậy thì ngay tại vị trí đầu tiên của khu đất nhỏ này nè, thì nó di chuyển tối đa đến đây. Vì nè, khi đến đây rồi thì cái điểm này, điểm số 1 nó di chuyển đến đây, thì điểm số 2 này là nó ngay biên. Đó. Cho nên là điểm số 1 nó sẽ dừng lại ở chỗ n trừ trừ 3. Tương tự như vậy, điểm số 1 này nó sẽ di chuyển đến đây. Và điểm số 3 này nó sẽ di chuyển đến đây. Như vậy thì ở cái đoạn này là m trừ 3. Và trong mỗi ô mà chúng ta dừng lại, chúng ta đều tính tổng từ tất cả các ô trong này. Tính tổng các ô trong này. Đó là thuật toán của chúng ta. Vậy trong quá trình chạy chúng ta sẽ viết code và tôi tóm tắt lại cái bài làm thôi. Thời gian bây giờ nó cũng khuya, đã là 12 giờ kém rồi, 11 giờ 25 rồi. Cho nên tôi chỉ tóm tắt cái này không cần, cái thư viện này không cần. Lúc đầu tính xài thư viện nhưng mà sau đó thì không cần nữa. Chúng ta sẽ có một cái biến file in đọc dữ liệu, file out để ghi dữ liệu ra. Và đây là kích thước để chúng ta đọc dữ liệu, đọc dòng đầu tiên gán cho n và m. Dòng thứ hai chúng ta sẽ gán tất cả các giá trị của cái file chúng ta đọc được. File của chúng ta đây có hai phần, phần đầu chúng ta đã đọc này rồi, phần thứ hai là chứa dữ liệu này. Cho nên là lúc đầu chúng ta đọc read line, phần còn lại chúng ta đọc read. Sau đó thì dùng slip để tách ra từng dòng. Đọc xong nguyên cả khối. Sau đó tách ra từng dòng. Và ứng với mỗi dòng thì sẽ dùng slip để tách ra một lần nữa. Như vậy sau khi chạy đến lệnh này thì chúng ta đã có được một cái mảng SA là dạng mảng hai chiều của ký tự, ký tự 10, ký tự 2, ký tự 3. Chúng ta sẽ ép kiểu qua, ép kiểu cái mảng ký tự sang mảng số nguyên. Ở trên này là string array, ở này là number array, ký hiệu như vậy cho nó dễ nhớ. Và sau khi chúng ta chuyển xong thì chúng ta đã có một cái mảng, đây là string array.
đây là number array ha. Đó, 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta đã có được cái mảng của chúng ta. Đó, mảng. Được chưa nào? 5 mảng. Như vậy các bạn sẽ là đối với lại Python nó sẽ rất là linh hoạt. Và chúng ta sẽ gán một cái sum min là -1, sum tạm là 0. Chúng ta sẽ lấy index theo n và index theo m là bằng 0. Tức là đầu tiên chúng ta xem như là cái khối đầu tiên là nhỏ nhất. For i chạy đến cái n trừ 3, j chạy đến m trừ 3 là cái mới phân tích lúc nãy. Đây, chạy một đoạn này thôi, không chạy hết. Và trong mỗi cái như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái sum tạm bằng 0. Tức là bắt đầu tính tổng số lượng quặng cho mỗi khu 3 x 3. Chúng ta sẽ for một cái biến ii là biến nhỏ để tính tổng trữ lượng cho từng cái hình vuông nhỏ mà chúng ta đứng lại. Tính tổng trữ lượng cho hình nhỏ này. Chúng ta sẽ tính tổng trữ lượng cho cái hình nhỏ. Hình nhỏ ở chỗ này. Hình nhỏ này là có kích thước 3 x 3. Thì chúng ta chạy từ y cho đến y cộng 3. Z cho đến z cộng 3. Rồi. Và ở bên trong này chúng ta tính tổng của tất cả các ô mà có trong cái khu vườn, cái nền đất 3 x 3. Sau khi chúng ta kết thúc rồi, nếu như lần đầu tiên chúng ta chạy ở ô đầu tiên, nếu mà sum min vẫn còn bằng âm 1 thì chúng ta gắn sum min bằng sum tạm. Còn nếu chạy từ lần thứ hai trở đi thì chúng ta so sánh giữa sum min, nếu mà lớn hơn sum tạm thì có một miếng đất khác nhỏ với cái trữ lượng quặng mà chúng ta dùng để bỏ đi để xây nhà thì nhỏ hơn, thì chúng ta gắn sum min bằng sum tạm và giữ lại cái vị trí đó, giữ lại cái vị trí. Và sau khi mà chúng ta tính xong một khối tại một vị trí EZ thì chúng ta tăng Z lên và tăng Y lên để chúng ta duyệt hết luôn cả khu vườn. Sau khi mà chúng ta xong thì chúng ta ghi cái sum min này vào file nè. Còn ở đây tôi ghi ra đây để chúng ta thấy được là vị trí nào và có giá trị sum min là bao nhiêu. Và ở đây đối với chúng ta chỉ cần lấy fileout.write, fileout.write str của sum min. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài thi và chúng ta sẽ chạy. Rồi, chúng ta đã hoàn thiện với cái 27, 1, 0. Đây, theo đề, cột 0, dòng 1. Và chúng ta đã có được vị trí của cái khu mà chúng ta định xây cái xí nghiệp ở đây. Và trong cái file mà các bạn sẽ chọn file open, các bạn sẽ thấy được cái làm giàu.out nó chứa giá trị là 27, đúng theo đề yêu cầu là xuất ra. Đó, xuất ra 27. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài tập của chúng ta đối với lại cái đề thi tin học. Các bạn thấy là với cái suy luận cũng tương đối là đơn giản, các bạn đã có thể là giải quyết được cái bài toán của chúng ta liên quan đến dạng quy hoạch động như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của ông Mười Giáo. Các bạn hãy subscribe để mà ủng hộ kênh của ông Mười Giáo, share cho mọi người nếu các bạn thấy hay. Cảm ơn các bạn.